Euro là giải bóng đá được tổ chức mỗi 4 năm, dành cho những đội tuyển quốc gia hàng đầu ở khu vực châu Âu. Sau hơn 60 năm tổ chức, giải đấu này đã chứng kiến nhiều kỷ lục được thiết lập. Trong số đó, có một kỷ lục đáng chú ý là danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Euro qua các vòng chung kết với sự thống trị độc tôn của siêu sao Cristiano Ronaldo. Hãy cùng điểm qua danh sách này cùng với Việt Anh Football. Trước khi vào video thì bạn cũng đừng quên đăng ký kênh nếu bạn chưa đăng ký. Bạn hãy bám sát và xem hết video. Bây giờ chúng ta cùng... đếm ngược top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Euro. Số 10 Nuno Gomes 3 bàn. Nuno Gomes là tiền đạo nổi tiếng trong thế hệ vàng của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, cùng những ngôi sao nổi tiếng khác như là Joao Pinto, Rui Costa hay Luis Figo. Anh đã tham gia tổng cộng 3 kỳ Euro 2000, 2004 và 2008, được ra sân thi đấu với 14 trận và đã ghi được cho mình 6 bàn. Số 9 Zlatan Ibrahimovic 6 bàn. Zlatan Ibrahimovic tham dự tổng cộng 3 kỳ Euro cùng với đội tuyển quốc gia Thụy Điển vào các năm 2004, 2008 và 2012. Tiền đạo của AC Milan đã bỏ lỡ cơ hội tham dự Euro 2020 vì lý do chưa kịp bình phục chấn thương. Một sự thiếu vắng đáng tiếc của đội bóng thủ đô Stockholm này. Thụy Điển không thể tiến sâu ở các giải đấu nên sau 10 trận đấu được ra sân, Zlatan đã có 6 bàn thắng cho riêng mình. Trong đó, có những bàn thắng rất đẹp mắt và mang phong cách đặc trưng của tiền đạo này. Tiêu biểu là pha đánh góp ghi bàn vào lưới của đội tuyển Ý năm 2004 hay cú bắt vô lê tung lưới Pháp vào năm 2012. Số 8 Thierry Henry, 6 bàn. Euro 2000 là kỳ Euro đầu tiên mà Thierry Henry tham gia thi đấu. Anh cùng đội tuyển Pháp lên vô địch giải đấu này sau khi đánh bại Ý trong trận chung kết. Henry đã được bầu chọn là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của vòng chung kết và anh đã ghi được 3 bàn thắng trong mùa giải năm đó. Ở hai kỳ Euro tiếp theo vào năm 2004 và 2008, Henry vẫn là cầu thủ tiền đạo hàng đầu của đội tuyển Pháp. Nhưng sự phập phù của bóng đá Pháp giai đoạn đó đã khiến họ không thể đăng quang giải đấu thêm lần nào. Titi cũng kịp có thêm 3 bàn thắng đẹp mắt nữa qua hai kỳ Euro này. Số 7 Wayne Rooney, 6 bàn. Euro 2004 là giải đấu đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Wayne Rooney. Tại kỳ Euro năm đó, anh đã ghi được 4 bàn thắng, ngang bằng thành tích với cầu thủ Ruud van Nistelrooy. Đội tuyển Anh năm đó chỉ vào đến tứ kết khi thất bại trước chủ nhà Bồ Đào Nha sau loạt đá luân lưu căng thẳng. Rooney còn cùng đội tuyển Anh tham gia thêm 2 kỳ Euro nữa, đó là 2012 và 2016. Đội tuyển Anh vẫn không thể tiến sâu tại các giải đấu và thành tích của chàng tiền đạo này cũng giảm sút khi chỉ ghi được thêm 2 bàn thắng. Số 6 Patrick Kluivert, 6 bàn. Patrick Kluivert tham dự giải đấu Euro đầu tiên khi anh chỉ mới 20 tuổi. Cũng giống với cầu thủ Van Nistelrooy và Kluivert không có duyên với màu áo của cơn lốc màu da cam. Euro 2000 là kỳ Euro thứ hai mà tiền đạo này tham gia thi đấu khi giải đấu được tổ chức tại quê nhà Hà Lan. Kluivert đã kết thúc giải đấu với danh hiệu vua phá lưới khi ghi được 5 bàn thắng. Nhưng đội tuyển Hà Lan lại chỉ kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 3 sau khi thua đội tuyển Ý ở bán kết. Số 5 Ruud van Nistelrooy, 6 bàn. Bản năng sát thủ của Ruud van Nistelrooy là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng tiền đạo được mệnh danh là ông vua vòng cấm địa này nhưng lại không có duyên trong màu áo của đội tuyển quốc gia Hà Lan. Anh thường có những sự bất đồng với những huấn luyện viên của đội tuyển và chỉ ra sân trong hai kỳ Euro 2004 và 2008. Chân sút này cũng có riêng cho mình 6 pha lập công và thể hiện được là mẫu tiền đạo toàn diện nhất trên thế giới thời bấy giờ. Số 4 Antoine Griezmann, 7 bàn. Antoine Griezmann đã có một kỳ Euro 2016 rực rỡ. Mặc dù Pháp không thể đăng quang nhưng Griezmann đã để lại được những ấn tượng không thể nào quên trong lòng người hâm mộ. Với 6 bàn thắng ghi được trong suốt mùa giải, anh đã giành được danh hiệu chiếc giày vàng và góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu Euro được tổ chức trên sân nhà. Pha ăn mừng theo kiểu hotline bling của chàng tiền đạo người Pháp cũng gây sốt trên mạng xã hội nhiều tuần sau đó. Griezmann cùng đội tuyển Pháp dừng chân ở vòng 16 đội ở kỳ Euro 2020. Giải đấu không thành công của đội quân áo lam nhưng tiền đạo của Barca vẫn kịp có thêm cho mình một pha lập công và nâng tổng số bàn thắng ghi được qua các kỳ Euro lên con số 7. Số 3 Alan Shearer, 7 bàn. Alan Shearer là tiền đạo nổi tiếng người Anh. Chân sút này đã sở hữu riêng cho mình 7 bàn thắng qua 3 kỳ Euro 1992.
1996 và 2000. Euro 1996 được tổ chức trên sân nhà, Sierra đã có 5 pha lập công để xuất sắc trở thành vua phá lưới của giải đấu Euro này. Và thành tích ấy cũng đưa đội tuyển Anh vào tới vòng bán kết. Ở trận bán kết, đội tuyển Anh đã chỉ chịu thua Đức sau loạt đá penalty kịch tính. Số 2 Michel Platini, 9 bàn. Các bàn thắng của Michel Platini đều được ghi tại kỳ Euro năm 1984. Sau 5 trận đấu, ông đã có 9 pha lập công và đưa đội tuyển quốc gia Pháp lên ngôi vô địch châu Âu. Các bàn thắng của ông rất đa dạng, nó tới từ những pha sút xa hoặc đánh đầu và cả sút phạt hàng rào nữa. Thành tích ghi 9 bàn thắng trong một kỳ Euro của Platini là kỷ lục của giải đấu mà rất khó có cầu thủ nào san bằng. Sau hơn 30 năm thì kỷ lục số bàn thắng ghi được tại các vòng chung kết Euro của huyền thoại này mới có người san bằng. Không ai khác, đó chính là Cristiano Ronaldo với bàn thắng ghi được ở trận bán kết gặp xứ Wales tại Euro 2016. Số 1 Cristiano Ronaldo, 14 bàn. Cristiano Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Euro qua các mùa giải với 14 pha lập công. Kỳ Euro nào anh cũng ghi bàn và giúp đội tuyển của mình tiến sâu vào giải. Đến năm 2016, công sức của Cristiano Ronaldo được đền đáp xứng đáng khi đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chức vô địch Euro sau nhiều năm chờ đợi. Mặc dù sớm dính chấn thương rời sân ở trận chung kết, nhưng với tinh thần nhiệt huyết và sự quyết tâm của mình, CR7 đã truyền lửa cho các đồng đội tiếp tục chiến đấu mang về danh hiệu cho quê hương. Hiện nay, Ronaldo còn đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ bóng đá ra sân nhiều nhất tại các mùa giải Euro với con số tổng 25 trận. Trải qua 5 kỳ Euro, ở kỳ Euro 2020, đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha giành được danh hiệu vua phá lưới với 5. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy video hay thì cho mình xin một like và một subscribe kênh để ủng hộ mình ạ. Còn bây giờ hẹn các bạn vào những video sau.